Tiếp tục cập nhật vụ việc giúp người tai nạn giữa đường nhưng mà sau đó lại bị tố cáo ngược tại Vân Đồn Quảng Ninh gây xôn xao dư luận những ngày vừa qua. Thông tin mà phóng viên chào buổi tối nắm được thì công an huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đã tìm thấy lái xe gây tai nạn giao thông và đề nghị đến làm việc vào tuần tới. Theo đó thì bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp với các dữ liệu tại camera, công an huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh đã tìm được lái xe gây tai nạn đối với bà Phạm Thị Thang, sinh năm 1965, trú tại xã Hạ Long, huyện Vân Đồn. Và tài xế này ở Lạng Sơn và sang tuần tới sẽ đến cơ quan công an để làm việc và giải quyết vụ việc này. Ở liên quan đến việc người nhà bà Thang tố cáo chị Nguyễn Thị Vân Anh chính là người giúp đỡ nạn nhân vào viện sau tai nạn, thì công an huyện Vân Đồn cho biết sau khi có kết quả làm việc giữa tài xế gây tai nạn và công an huyện thì sẽ yêu cầu gia đình bà Thang xin lỗi chị Vân Anh. Trước đó ngày 17 tháng 6, chị Vân Anh có đi ngang qua đoạn đường ven biển Vân Đồn thì thấy một thanh niên bế một người phụ nữ bị tai nạn giao thông vào vỉa hè. Và ngay lập tức thì chị đã giúp đỡ đưa bệnh nhân vào bệnh viện. Nhưng mà bất ngờ sau đó chị lại bị chính người nhà của bà thang tố cáo là người gây tai nạn. Vâng và liên quan đến vụ việc này thì các luật sư cho rằng người nhà của nạn nhân có quyền nghi ngờ bất kỳ ai là người gây tai nạn. Và nếu chỉ nghi ngờ thì pháp luật sẽ không xử lý. Tuy nhiên trong trường hợp biết rõ sự việc mà vẫn cố tình bịa chuyện để tố cáo thì có thể bị xử lý về tội vu khống. Và đối chiếu theo các quy định của pháp luật thì tội vu khống sẽ bị phạt tiền từ 10 cho đến 50 triệu đồng phạt cải tạo không giam giữ từ 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 7 năm tùy theo mức độ.